Xin chào cả nhà nhé. Chào cả nhà. Trước khi đi vào nội dung của buổi tiệc ngày hôm nay thì Nét Quê xin cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ và theo dõi Nét Quê trong suốt chặng đường vừa qua. Thì ngày hôm nay cả nhóm cũng có tập trung lại để làm một buổi tiệc nhỏ nhỏ. Chú Hai giới thiệu món đầu tiên ha. Món đầu tiên là dê xào lăng. Món thứ hai là dầu trường xào chua ngọt. Còn món thứ ba là mình có ghẹ hấp chấp thủy để mà chấm muối ớt. Ghẹ này thì hồi tối chú Năm đặt dính nha cả nhà. Có chứ không? Không dính dính nhiều chứ. Dính chặt cái cò. Bị đặt mày của cò thôi. Chứ người đặt cái trong mày không có. Kéo ngào biết bó thùng cột thùng cũng hay. Có nghĩa là bữa nay chú Năm biết là mình ăn tiệc 600.000 người đăng ký nè, cho nên chú Năm cố tình đặt dính ghẹ. Mai mốt cái đường nào mà dính ghẹ chú Năm nhớ chỉ anh Hoàng với chú Hai nha. Còn một món nữa là cá dồ kho me. Bây giờ mình sẽ đại diện hai người để đi kéo cá. Giới thiệu với cả nhà, hôm nay cũng có mời em Dũng với anh Hai Thành. Hai Thành cũng có vô trong nhóm mình rồi. Chú Sáu. Chú Sáu. Ba chú này thì ở Thanh Mỹ Đồng Tháp xuống nha cả nhà. Hồi sáng 5 giờ là bắt đầu là xuống rồi đó. Bây giờ khoảng chừng 9 giờ. Đường cũng xa dữ hết chú Hai. Sáng là bụng cơm mà. Cậu Út với em Trường sẽ kéo cá nha cả nhà. Ở dưới này thì mình còn cá vô đếm rất là nhiều nè. Rồi cá vô thường. Anh Đen sẽ dùng một cái cây để mình đuổi cá ở dưới sàn cho nó chạy ra ngoài để cậu Út với em Trường kéo. Trời ơi, cá tài tượng nó quá bự rồi kìa. Bự lắm rồi đó. Đang là cái show đâu mày Đen. Dính rồi anh Đen ơi. Con này cỡ 2 kg mấy á. Thêm con dầu đếm nữa cũ mày. Đếm đó, đúng rồi. Rồi hai con vậy là đủ rồi đó. Tết năm nay thì mấy cây mai của cậu Út cũng chỗ rất là sớm vậy cả nhà. Không biết gì lý do gì nữa. Do thời tiết hay sao cậu? Do thời tiết. Dạ. Coi thà mình hái rau cho nhiều cá dư lỡ. Còn thiếu hai trái dừa nữa. Bây giờ mình sẽ qua nhà cậu Chính để hái dừa luôn. Đúng rồi. Để anh Hoàng cầm này vô đi anh Hoàng. Dừa vậy dừa anh chính biết anh chính hái ha. Tết nay thì cậu mới Út trồng dạng thọ rất là nhiều nha cả nhà. Tới ngày hôm nay là 11 âm lịch mà vẫn còn tươi, nó vẫn chưa có héo. Trước nhà cậu Chính thì cũng có mấy cây mai nha cả nhà. Năm nay mai nhà ai cũng chỗ sớm hết. Sớm hết trời. Mình lấy cây. Dạ. Ủa cây sò cát cậu Chính không để trái nữa hả? Năm nay nó không trái, nó xì quá. À. Nó
si đâu. Chứ đáng lý ra là mùa này là mùa sò cát nữa. Ờ đúng rồi, mấy năm trước lúc gà là trái bằng có tay có tay. Dạ. Hôm nay nó khất mùa, hôm nay si quá. Được rồi cậu Chính ơi, ba trái đi. Dừa này chủ yếu là mình trồng để uống thôi chứ đâu bán gì hả? Trồng để uống thôi. Mình để nguyên miếng thì mình luộc nè. Chủ yếu cho nó bán cái mùi tanh thôi. Nó ra cái mùi dê thôi. Chứ khi mà mình chặt nhỏ quá mình luộc cái thịt nó teo lại. Ngon. Món này là món sở trường của chú hai. Chú Năm thì đang tách cái vỏ đậu phộng. Đậu phộng này để chúng ta đây là mình để vô thịt dê nè. Mà sáng chú Năm dính cá nhiều không? Dạ, chừng 3 kg thì mình bán 2 kg nè, còn 1 kg nữa. Còn 1 kg là để gọng lại không? Chắc đem mình trên cách về cho nó chết hết, để cho anh trọng bán á. Dạ. Thì nó bán đâu không bằng ai là mình mua. Dạ, nó còn 3 kg đâu. Cho mình sáng rồi về cũng được. Được. Dạ. Xong rồi cái chú Năm đem đậu phộng vô cho mày uống trà luôn ha. Mỗi nóc về luôn. Con thấy là hình như mấy cây dạng thọ lùng nó đẹp hơn mấy cây cao nha. Mấy cây lùng cái bông nó chỗ ra xòe hơn. Cái bông nó bự hơn nè. Dạ. Bông bự hơn. Mà công nhận là lâu tàn ha. Mới chắc tàn à. Tới đó rồi. Bữa nay là chú Năm thấy mồi bán không chú Năm? Mọi người thấy được rồi đó, nhưng mà nó chưa có bén không, bị chưa chín. Năm nay thì gia đình cậu Tư ăn Tết cũng lớn nha cả nhà, lớn hơn mọi năm. Tại vì năm nay nhà cậu Tư có thêm một thành viên mới là có Ghể. Đúng rồi. Thì quê Ghể thì ở Bạc Liêu. Xứ đó thì nuôi tôm cua nhiều hả cậu Tư? Đúng rồi, đó là chủ yếu là nuôi tôm cua. Dạ. Hôm rồi thì nó cũng gỡ dạng mới mà cậu ăn riết cậu ăn không được. Dạ. Ăn cua riết ăn riết làm như không được ngon hay gì kỳ. Ăn cá đồng riết quen hả? Cá đồng riết quen. Không ăn ít có tài thì nó không được ngon đâu. Năm nay thì cậu Tư cũng nhậu đều đều ha? À, nói chung là từ hăm mấy trở lên bắt đầu là uống rồi tới 7, 8 luôn á. Dạ. Cũng dữ dội lắm à. Đồ ăn rồi. Vậy là nghỉ được mùng 9, mùng 10, rồi bữa nay 11 là chiến đấu tiếp. Tiếp tục nữa đã. Dạ. Bữa nay mình làm sương sương ha, từ trưa tới chiều được à. Cậu Chính sẽ hấp ghẹ nha cả nhà. Ở trong cái phần nước này thì cậu Chính có để xả gừng để cho thơm. Cá kho xong ha, cái mình dầm me ra, cái mình cuộn dao vô mình chấm cá. Trời ơi, nó đã gì đâu ha. Chấm cá làm ly ha, chấm cá ăn xong anh ha. Chấm cá làm ly chứ. Ồ, chín rồi ha. Thơm quá. Rồi, chín rồi. Không, bây giờ mình làm trước này cậu Chính rồi. Chắc là dễ làm đây. Còn chú Hai, cậu Út để mấy ông làm xong món đi, mấy ông lên. Ai làm trước, nhậu trước nha. Để chú Út nấu cái mẹ thì em hứng gửi vô luôn. Bữa nay là món của anh ấy nấu ha, không ai đụng chạm tới nha. Đụng ngại. Mất công đổ thừa. Đổ thừa mà. Mình sẽ xào thịt dê cho săn lên nha cả nhà. Nãy giờ ướp thì cũng khoảng hơn 15 phút rồi. Chú Hai không dám ướp để lâu sợ mấy ông kia cự. Uống nước trà xót ruột. Xót ruột không ông cự thiệt á. Mà Út sẽ bắt đầu ướp vào trường để mình xào. Trong đây thì mình có củ hành tím băm. Còn này là tỏi phi.
Gia vị thì mình có bột ngọt, hạt nêm, nước mắm, đường. Rồi, giờ cho nước dừa cho. Dừa luôn. Chú Sáu sẽ bắt đầu kho cá. Để kho cá thì chú Sáu sẽ phi một ít tỏi để mình đảo con cá cho bán cái mùi tanh. Dồ đếm thì dạ, một con dồ thường hay là một con dồ đếm? Hai con cá này là cũng đủ xỉn rồi đó. Đâu cần bầu mày nhiều chú Sáu. Cá này coi lạc, chấm coi sống được rồi. Cái nồi dê thì chú Hai đang để lửa liu riu để cho thịt dê mềm. Còn phía bên đây mà Út sẽ bắt đầu xào dồi trường như thế nha. Dạ, chắc để ra dĩa quá. Không mà, không biết nóng hả? Dạ. Mà cứ xào cho nó chín là được. Nhiều dữ nha. Chút xíu mà bỏ vô sao. Chảo này chứ ngon lắm nè. Dạ. Xào cái nó có khớm, nó chua chua ngọt ngọt vậy ăn á. Me để vô thì nó chưa có chua lắm đâu. Chút nữa ăn mình dầm ra nó mới chua. Để đây cho nó chín rồi mình mới dầm. Dạ. Nhìn thấy ngon chú Sắc. Hấp dẫn rồi đó. Dạ. Còn thấy món cá là ngon hơn món dê rồi nha chú Hai. Ừ, cá thì nhớ nha. Hành vô. Trời ơi, em để chị có mất trước để theo luôn hả? Vậy chứ nó chín rồi phải để chứ. Thơm quá chú Hai. Thơm không? Nãy con lỡ khi món kia ngon. Cái kia ngon mà lát lại gấp này nha. Con nào cũng phải thử chứ. Bây giờ thì mình sẽ múc ra dĩa luôn. Món bên đây thì cũng gần xong rồi. Công đoạn cuối cùng thì Út sẽ dắt lên một ít tiêu. Nhìn hấp dẫn quá ha, đủ màu sắc hết chứ. Chú Năm thấy là món cá kho này chú Sáu kho hấp dẫn hơn anh Xui kho. Hấp dẫn hả? Cái mùi biết ngon hơn rồi. Thôi bắt ngồi bắt chút gà nó chào không gì vừa đi. Để nó đi. Cái nồi kia. Rồi,
chút nữa cái con nói mà Út bắt cái nồi cơm. Cái chiều mình nhậu xong mình ăn cơm cá kho mình về luôn. Chiều mình khỏi nấu thôi chứ nào. Thơm quá, thơm. Nhậu xong cơm mới về. Cũng có làm vài món ăn mừng 600 ngày cái súp. Cũng cảm ơn cả nhà đăng ký theo dõi kênh của mấy chú cháu. Thì hôm nay cũng có làm ít món rồi, cũng mời cả nhà lưng xương mấy chú cháu ha. Rồi, xin mời cả nhà luôn. Đây, mời luôn. Thấy ngon hơn cua đồng không? Mấy cua gì hơn cua đồng không? Vậy là mới mốt kiểu xui đặt dính nhiều nhiều nữa nha. Nhắn dính nở rồi nè. Mấy quả quà đã có dính hơn. Quả sông lớn hay hay lớn không? Vô đây. Vô đây. Ai vô vô nha. Không, ghẻ này mập chứ, chính đáng đồng tiền. Không, đặt chính là củ cỏ. Cậu đặt chính mới đem làm hết nữa con rồi kìa. Đặt chính mà cũng ăn cho mạnh mạnh chứ. Chấm chỗ này. Ngon quá. Bác Hai với chú Dũng dùng tự nhiên nha. Êm không anh đây? Êm không? Vô một cái không? À, vô. Vô một chậm luôn nữa ha anh em, lâu lâu hợp lại mình dứt chậm cái đi. Vô anh ha. Vô. 1, 2, 3, vô. Quất trong miếng nó đang chậm mà. Thì chỉ cách vô. Làm vô mau chứ ta. Chậm hả? Điều nhiều nhiều chút mà được ít quá. Chậm à. Đã. Đã quá trời. Và trước tiên thì năm cũ qua năm mới bước tới thì cũng chúc anh em sức khỏe dồi dào ha. Rồi ăn phát đạt phát tài. Mít thì trúng mít. Trồng thù riêng thì trúng thù riêng. Mà Tết này chắc mấy ông trúng mít chắc rồi. Bởi vì trồng mít mà sầu riêng mới trồng mà chưa trúng được. Tung da có tung tay mà anh. À, cũng có mà đều cũng hơi ít hơn mấy năm trước à. Bởi vì cái lượng mình đào trồng sầu riêng rồi nó hạn chế lại số trái rồi cho nên là bây giờ nói chung là cũng được, nói chung là cũng khỏe đi. Dạ con thấy là chú Hai cũng trồng sầu riêng nè, rồi cậu Tư cũng trồng sầu riêng. Cậu Út cũng trồng, cậu Chín cũng trồng. Hai mà trồng. Sao bây giờ mình hẹn nhau mình trồng như con thấy ai cũng trồng được chứ. Hai trồng có hai mấy công á. Trồng cho người ta. Trồng được mấy năm rồi, đầu tiên á.
Sầu riêng có số được gần 3 năm. Vậy hả? Có số thì cũng mấy tháng à. Vậy 2 năm nữa là chúng đây ăn Tết lớn luôn phải không? Nếu sầu riêng còn lên ngôi thì còn có lý. Còn nếu mà nó không lên ngôi thì bó tay. Rồi, thì vô đi. Không rồi sầu riêng chứ không sao. Ở đây ai cũng trồng sầu riêng hết. Người ta ồ ạt trồng sầu riêng thì mình cũng phải trồng theo với người ta. Ví dụ như người ta trúng thì mình trúng, người ta thích mình thích. Tại vì thời kỳ cây sầu riêng đang lên ngôi thì cho nên ai cũng ồ ạt trồng sầu riêng trên. Cho nên mít giờ số lượng rất ít. Mít giờ cũng có giá, Tết này cũng kiếm được chút đỉnh để ăn Tết được đó chú hai. Sầu riêng vậy là 4 năm rưỡi nữa là mới có để trái chín. Chưa chắc có ăn rồi. thường thì những người ta chuyên nghiệp trồng sầu riêng thì 3 năm rưỡi người ta nôn ăn có giá thì người ta để trái luôn 4 năm. Thường thường là trồng dở gì đi nữa phải 4 năm rưỡi. Đó là để trái, bắt đầu là người ta làm bông để trái. Nhưng mà em thấy mấy anh trồng sầu riêng là coi chừng thất bại đó. Mấy ông trồng mít đi, mấy ông nuôi cá là thấy cho cá ăn, mình có ăn được hai thứ. Khi mà thấy cá đâu ăn được đâu. Cá không ăn mít mà có ghẻ mình đem về cho cá. Ờ này mít tới đây, cá mình ăn tự hành kia vậy nè, không muốn thả thêm đi. Sầu riêng ghẻ là thua. Cá ăn sầu riêng cá không được. Thì dạ. Cá dồ thì lúc dưới hầm lúc nào cũng có ăn lai gai á. Thì chú hai kêu thả thêm thì phải thả thêm chứ làm sao. Cũng có xi cua thêm rồi. Ai tắt thì có cá là mình cứ mua chút đỉnh thả xuống. Ví dụ như có dịp đám tiệc thì kia nọ bắt lên cũng ăn được. Có khách bắt lên cũng vẫn ăn được. Cá dồ nó rất dễ nuôi. Đó. Có mít thì thả mít xuống cho nó ăn thôi. Mua cái đó là thả xuống là ăn liền luôn đó anh. Tại vì người ta nuôi sẵn rồi, cái mình mua về mình thả xuống là mình ăn liền. Nuôi con khoảng 2 kg, kêu cắt đìa cái mình chia lại số. Như đợt rồi chia được mớ cái vụ đém á. Giờ món gì tôi nấu mời mấy anh em thử rồi ha. Tôi làm chút đi. Bự đi đường xa mà. Đường xa gấp 2 cục đi. Mời dê chứ không mời củ hành. Cái này anh nó có đặt dính mà đừng gấp cục bự nghe. Trời trời. Gấp cục rồi để gấp thêm miếng hành nữa nha. Dạ. Đó, cũng có rồi. Kế bên đây mình kế bên đây mà gấp gì. Kế bên đây mà. Cậu chín cảm nhận sao cậu chín? Mình gấp ớt đi. Ngon. Ăn hành nó ngon. Bữa nào kiếm một cái về mình làm tiệc nữa anh ơi. Ừ. Mình làm cái món khác đi. Chừng nào cậu chín với bà chín hấp hôn đi. Để chú hai xuống nấu món. Lấy về hỏi bà xã lại coi. Mấy ông ăn gì nó không có biết ngon, ăn cũng thấy nguyên cục nè. Ừ. Ngon ha. Vậy mà còn chấm nữa ha chú hai. Chấm luôn hả? Chấm ớt luôn hả? Mặn nhiên chú hai. Làm thử mặn mà còn chấm nữa hả? Món hai phước nấu coi ngon không? Con hồi đặng hai phước thử lại món co lạc của mình chứ. Chắc lạc cho nên chú hai còn chấm thêm muối ớt nữa. Thịt dê là do để lửa liu riu á, cho nên là nó không có dày. Vừa ăn. Vô chú Năm. Dê này nấu vừa chín nó mềm cũng được, ngon. Nó không có dai. Đợt trước ăn mấy thịt dê người ta nấu á, để vô cục có dai cứng luôn á. Nhiều khi dê già cũng. Mốt anh đi đâu chỗ nào có nấu dê cái anh kêu hơn mướn em á. Không dê là thấm chứ, thấm ngon lắm á. Ngon. Bây giờ là mình sẽ dầm me ra để lấy cái đồ chua. Này con lấy rồi. Đây cá dồ của mình mà chú Sáu ra tay kho. Thì công anh bắt em kho. Tôi thấy nó ngon rồi đó nha. Chú chua này là ngon rồi. Dính dính mà. Dạ. Nãy đặt dính dính ghẹ rồi giờ đừng dính cá dồ nữa hả? Dính luôn cá dồ luôn. Anh ơi, làm rau quá. Giờ mít quá sợ nó chưa, nó không được chua. Chua rồi, chua rồi. Cái hai đứa mình kịp lụt, nó không ra nước. Cá ăn nước không, có ăn cái không rồi chú hai? Không thích sợ. Đầu dữ lắm, chưa ăn cái dồ mà. Không, nó ngon lắm. Ăn cái đám cưới thân bằng cái lườn dướng cái dồ nghe chú hai. Ghê. Mà con cá này còn con cá vừa đếm thôi chứ. Vô đấy. Chuẩn bị trước thì ta cho nguội. Làm gạo trước cho nó nguội đi. Chuẩn bị trước hả? Ở cho nó nguội. Sao chú hai cảm nhận là chú Sáu là kho vừa ăn không? Em không? Không. Em là chú Năm biết em. Quá đã. Quá đã. Chứ em hả?
ăn mình mạnh lên xuôi mới được dấn dính lên nè. Không mới gò ôm vô cũng ngon. Đây nè, đó gò ôm nè. Dạ ra chứ. Để. Ăn ra này bên vườn của cậu Chính đó hả? Đúng rồi. Kho mình mới thử chứ để cá luôn sắc mỗi cá luôn chứ cá còn cảm còn nhiều lắm hai con đâu mà đó là cái này dữ hơn của hai Phước nãy nè cái này ăn cái gì con bóc hả kiểu này chắc ba ly chú Sáu rồi ba ly rồi đó nè cơm cực khổ vô rồi cảm ơn nốt luôn thịt vô mới được chứ mấy người kéo không cực khổ mấy người nấu họ không cực khổ không cái này tôi thích ăn cái bông bông gì tay tượng bông tay tượng dạ con ạ phải ăn bông được dạ phải bông mà ngon quá cái này là không ngắn mồi luôn đúng không cái này á nó chua chua ấy là ngon chua người ăn nó chua khỏe chua cũng vừa chứ vừa, cũng không vừa. Có chua quá cũng vừa rồi đây chín đi nói chứ mà không phải nói nhưng mà ví dụ cá mà ví dụ như anh cũng ghê em ha ăn ngon cá anh nuôi cũng như hàng ngày á anh nuôi hoài cái anh ăn riết ngán không ngon nhìn đút anh đâu ăn gấp xương được không chứ đâu có ăn cá nữa đó phải là ông chết à vô hả? Mới tính ăn thì kêu vô rồi vô đi bạn. Bắt chú nè, đi ừ, vô. Ừ, để bắt chú vô. Sáng giờ đi xin vợ chưa anh đây? Nó chưa. Chưa có đủ chua. Bên đây là mình cũng dầm me nha, nha. Cho chua. Mình bị sạn thận sỏi rồi đây nên ăn ôm hơn. Chua chua đã. Dầm me ra. Rồi hả? Bắp chui để vô chát chát còn đã nữa không? Để kể chuyện ví dụ cái đầu cái vô thì lúc đó cái đầu cái vô ai cũng quý hết trơn á. Cái lên bàn á, cái người trị giá 2 ly, người trị giá 3 ly, tới trị giá 7 ly, hơi đọc cái vô còn nguyên thi. Ăn uống xong rồi, cái đâu ai dám ăn đâu. Rồi, cái ghinh đọc cái vô xuống luôn. Xỉn rồi ăn gì nói nữa em. Đâu quá trời, đâu dám ai ăn uống nhiều quá, đâu dám ai. Gặp tôi thì dứt. 7 ly, tôi bỏ vô bọc, tôi em ghe chiều cho con tuôn cơm. Mà cái vô rất bự nha. Mà nếu là chú uống mà 7 ly là cái đi con trình bỏ vô bọc không nổi vậy. Chúng nó có thấy đường gấp đâu mà bỏ vô bọc. Hết thấy đường vậy. Không ngon thiệt á. Bỏ rau rồi vô. Ngon. Giờ rau á. Cho anh nướng bắp chú hả? Bộ chứ. Sao á? Nè. Có ai để lên trước mặt có ai nè. Để bánh nước cá đi. Đúng rồi. Được chưa? Ừ. Trước đây nè. Gì? Nói bắp chú. Đúng. Gì bảy? Gì? Mặn hả? Có cái gì á? Ông mượn thường cá mình kho me này là có ba cái chú chát là nó ngon nha. Đúng rồi. Ừ. Chú chát nó chống dội mình. Ừ. Dội. Thôi hôm nay xin cảm ơn cả nhà đã thời gian qua ủng hộ kênh Nét Quê là luôn theo dõi. Hôm nay thì mới được thành tựu như ngày hôm nay. Thì nhân dịp đầu năm mới kênh Nét Quê cũng không có gì hơn. Xin chúc cả nhà mình dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, hạnh phúc và làm ăn phát tài. Xin cảm ơn. Rồi. Hay quá. Vô. Vô. Kiểu này chắc nhậu tới chiều quá chú Năm ơi. Ăn cá khỏi lạc phải múc nước cho nhiều, húp vừa nước vừa rau. Thấy cá cũng nhiều nữa. Vô cái anh đi. Uống vô ly chứ. Uống vô vô quả. Ăn rồi phải uống thôi nha. Vô. 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 Cái con cá dồ nuôi lâu năm ăn nó ngon, thịt nó ngon. Chính cái bóng không làm cá dồ lâu năm có làm nguyên khúc không. Vậy hôm nay món cá dồ mình cũng ngon hả Hoàng?
Ngon ha. Ngon ngon ngon. Cái này. Cạn ly cái luôn cậu Tư ơi, chú Sáu ơi. Đó, vô cái luôn cậu ơi. Cầm đem luôn. Cầm đem. Vô. Lắc kêu ơi, lắc kêu. Lắc kêu.